Khả năng cá kiếm của hội chí thức cơ tuyên phạm Sương Sương một tuần gần 100 triệu, Long Chun 10 triệu là khốc thét. Thì rõ ràng là 10 triệu một tháng sống chật vật mà, sống khổ mà, đúng không các bác? Đây này, em tính ra nhá. Bột giặt này, nước rửa chén này, thuốc men này, nước lau sàn này, kem đánh răng này, dầu gội này, dầu tắm này, túi đựng rác này, tiền gửi xe này, khăn giấy này. Nhìn linh tinh lỉnh kỉnh thế nhưng cũng rất là cao. Long Chun, hồi tháng 3 năm 2022, Long Chun từng hé lộ rằng kênh TikTok sở hữu 5 triệu người theo dõi của mình, có thể cá kiếm 1 tỷ đồng mỗi tháng. Dù không có quá nhiều người tin tưởng trước con số khá lớn, nhưng anh vẫn khẳng định độ chính xác của những gì mình nói. Về thu nhập của mình, có những tháng ít thì mình kiếm vài trăm triệu, còn những tháng cao điểm, nhiều công việc có thể làm mình được gần 1 tỷ đồng. Cái đó là mình nói thật chứ mình không có nói điều. Nếu điều Long Chun nói là chính xác thì so với mức thu nhập này, 10 triệu đồng quả thực là con số bé nhỏ. Chưa kể anh chàng còn có công việc kinh doanh riêng, phải nuôi em trai nên khả năng kiếm tiền cũng cần đáp ứng được nhu cầu sống. Tuyên Phạm, bạn thân của Long Chun Tuyên Phạm cũng là một TikToker trẻ tuổi tài cao. Trong một bài đăng trên trang cá nhân hồi năm 2021, Tuyên Phạm từng để lộ những thông tin tài khoản ngân hàng cho thấy dòng tiền ghi nhận trong một tuần sương sương cũng 100 triệu đồng. Ngoài ra, nam TikToker còn công khai bảng giá khi nhận quảng cáo cho sản phẩm, nhãn hàng. Cụ thể, với mỗi clip tự nghĩ kịch bản, Tuyên Phạm sẽ thu về 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, đối tác sẽ phải bỏ ra 16 triệu đồng nếu muốn anh đăng clip quảng cáo lên kênh TikTok riêng. Linda Ngô, Phong Đạt. Cặp đôi TikToker nổi tiếng dù có gia thế khủng, nhưng cả hai cũng có khả năng kiếm tiền không phải dạng vừa. Linda Ngô từng chia sẻ công việc làm TikTok không có mức thu nhập cố định mà thay đổi tùy thuộc vào lượng người theo dõi hay nội dung clip. Mặc dù vậy, những tháng làm không tốt, Linda vẫn có thể kiếm về khoảng 100 triệu đồng. Nếu công việc thuận lợi, cô có thể thu về khoảng 300 triệu, 400 triệu đồng một tháng. Đỉnh điểm nhất mà cặp đôi TikToker kiếm được đó là 600 triệu đồng một tháng. Đức Anh Phạm. Nổi tiếng với series đến thăm nhà người nổi tiếng, Đức Anh Phạm sở hữu kênh TikTok đông đảo người theo dõi. Khi tham gia podcast, anh thẳng thắn cho biết một clip quảng cáo trên kênh riêng có giá từ 10 triệu đến 20 triệu đồng tùy nhãn hàng. Tháng nào anh chàng nhận nhiều quảng cáo thì thu nhập có thể lên đến 200 triệu đến 400 triệu đồng. Đi cùng với thu nhập cao thì đồng nghĩa với việc Đức Anh phải bỏ ra tâm huyết nhiều hơn cho từng hạng mục công việc. Nam TikToker nói, để làm được điều này thì tháng đó chất xám phải bỏ ra, áp lực phải nhận về cũng không nhỏ chút nào. Lúc này các bạn phải làm việc với các nhãn hàng lớn và khi đó việc các bạn đưa ra một kịch bản ý tưởng bị sửa đến vài chục lần, hay khi các bạn quay video xong cũng bị sửa mười mấy lần nữa là việc bình thường. Lê Bốn cũng là một TikToker với lượng người theo dõi cao ngất ngưỡng lên đến hơn 8,5 triệu. Tháng 6 năm 2021, cô nàng từng trả lời phỏng vấn cho biết số tiền mình thu được dao động từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi tháng. Tháng 1 năm 2022, Lê Bốn tiếp tục xuất hiện trong livestream Cuộc sống Gen Z được sản xuất bởi Giang và đề cập đến chủ đề này. Mặc dù không thẳng thừng cập nhật một con số cụ thể mình nhận được, thế nhưng cô tâm đắc thừa nhận TikTok là một nơi giúp mọi người có khả năng nhận về số tiền rất lớn và ở mức không thể tưởng tượng được. Lê Thủy là hot TikToker chiếm cảm tình của người hâm mộ bởi sự cá tính vui nhộn. Cô đã có hơn 2,5 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Như nhiều TikToker khác, thu nhập của cô cũng là đề tài được nhiều người quan tâm, thắc mắc. Không để những lời đồn đoán đi quá xa, Lê Thủy đã từng chính thức chia sẻ về thu nhập của chính bản thân cô. Theo đó, mỗi tháng cô nhận 45 triệu đồng. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh mức thu nhập này sẽ tùy thuộc vào mỗi TikToker và không dừng lại ở bất kỳ mức cố định nào. Mạnh Tiến Khôi. Từ bỏ một công việc với thu nhập ổn định sang một ngành nghề được đánh giá là bấp bênh, đến nay chàng trai trẻ Mạnh Tiến Khôi đã gặt hái được những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực review. Mỗi chuyến đi, chàng YouTuber lại mang về cho mình những bài học, kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng có lẽ chuyến đi sang Indonesia cùng anh bạn thân đặt villa sẽ là kỷ niệm Khôi không thể quên trong suốt hành trình sự nghiệp. Chàng trai sinh năm 1993 nhớ lại. Kỷ niệm thì nhiều lắm, vì mỗi chuyến đi đều mang rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt, nhưng chắc đáng nhớ nhất là những ngày vừa qua mình cùng đặt villa sang Indonesia thăm Vithia, rất vui và nhớ mãi. Có thể thấy với mức thu nhập cao, môi trường làm việc rộng thì công việc TikToker thu hút rất nhiều bạn trẻ. Vấn đề thu nhập vẫn luôn là một chủ đề nhận được sự quan tâm, nhưng cũng dễ tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.